Bạch sư cho con hỏi, con nguyện tu hành để có thể sanh lên cõi trời Đâu Xuất, để được cộng chú học pháp với Bồ Tát Di Lặc, và nguyện đắc thánh quả tại cõi trời. Nhưng các người bậc bảo con là muốn đắc thì bắt buộc 100% phải cõi người, và cho rằng cõi trời chỉ hưởng thụ chứ không tu được, và có ý coi thường cõi trời, đề cao cõi trời. Và đề cao cõi người vì Phật đắc đạo cõi người chứ không phải cõi trời. Cho con hỏi, suy nghĩ như vậy có phải là sai hay không? Có quá tự cao coi thường chư thiên, phước cao hơn mình, vốn phước cao hơn mình không ạ? Nói thì có sách, mách thì phải có chứng ha. Mỗi lần mà Đức Thế Tôn thuyết pháp á, số người chứng đắc thánh đạo thánh quả ở cõi trời đó nhiều hơn số ở cõi người. Cái thứ hai là trong chú giải của bài kinh Đại Niệm Xứ thì có nói như thế này: một vị hành giả nỗ lực tu tập tứ niệm xứ, nếu họ không thể chứng đắc trong hiện tại khi còn khỏe mạnh thì họ có thể chứng đắc khi họ đang bị bệnh. Nếu khi bị bệnh không thể chứng đắc thì có thể chứng đắc khi cận tử. Nếu khi cận tử không thể chứng đắc thì có thể chứng đắc khi ở cõi trời. Rõ ràng vân vân ở sau còn nữa, nhưng mà sư ngưng tới đó thôi để quý vị thấy rằng bản chất là chúng ta phải nỗ lực tu tập ngay trong hiện tại, và chúng ta sẽ có cơ hội chứng đắc nếu như chúng ta có sự nỗ lực tu tập. Còn nếu kiếp này mà lỡ không kịp thì chúng ta còn có cơ hội tiếp tục tu hành và chứng đắc ở cõi trời. Cho nên là cái chuyện mà nói là bắt buộc phải ở cõi người thì quý vị cứ lôi chú giải ra ha, lôi kinh Tạng ra, lôi chú giải ra, hoặc là trong bài kinh Đế Thích Sở Vấn thì vua trời Đế Thích khi mà xuống vấn đạo với Thế Tôn á, là ông còn là phàm, và sau khi vấn đạo với Thế Tôn thì ông trở thành thánh. Đó. Thì như vậy rõ ràng là các vị ở cõi trời hoàn toàn có thể chứng thánh. Nói thì cứ căn cứ theo kinh và chú giải cho chắc ha, chứ mình không có nên căn cứ theo cái suy nghĩ cá nhân hoặc theo một vị tổ sư nào khác. Ban tổ chức cho sư